Chuối có đặc điểm gì mà người bán không bao giờ ăn, né vội không kịp? Những tưởng là loại quả dễ mua, dễ ăn, ai ngờ chọn chuối cũng có nhiều nguyên tắc đến vậy. 1. Chuối có đốm hoặc mảng đen. Hãy phân biệt kỹ giữa chuối có đốm nâu và đốm đen. Những quả có đốm nâu nhạt khá đều hay được gọi là chuối đồi mồi, hoặc chuối chín Trung Quốc thường thơm ngon, mềm, ngọt nhất. Lưu ý là chuối này phải ăn ngay vì rất dễ hỏng. Còn những quả chuối đã có đốm đen hoặc các mảng đen trên vỏ là chuối đã qua đoạn chín rộ, bắt đầu hỏng, hạn chế mua ăn bạn nhé. 2. Chuối có cuống đen. Chuối đen cả quả thì nên tránh rồi, nhưng trong trường hợp trên thân vàng rộ mà cuống đã đen, héo keo quắt thì càng phải tránh bạn nhé. Nếu có hiện tượng đó, khả năng cao là chuối đã bị để lâu ngày. Để chuối giữ được lâu, người bán đã bôi thuốc bảo quản lên thân chuối, khiến chúng trông tươi hơn. 3. Chuối rụng cuống. Khi hở phần cuống ra, vi khuẩn bụi bẩn sẽ dễ xâm nhập vào phần thịt bên trong, làm giảm chất lượng của cả quả chuối, đôi khi là hư hỏng chỉ sau một ngày. Tốt nhất là nên chọn những quả chuối hoặc nải chuối còn nguyên vẹn để mua bạn nhé.